quý vị đang theo dõi bản tin tối của đài truyền hình và bây giờ là phần tin Á Châu trở lại với Phương Thảo. Và kính thưa quý khán giả bản tin Á Châu đã cho thấy rằng Triều Tiên đã yêu cầu Nhật Bản bồi thường về vụ chìm tàu 75 năm về trước. Theo như hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA vào ngày 24 tây tháng 8 đưa tin, người phát ngôn của Hiệp hội các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị cường ép lao động thời chiến gốc Triều Tiên, tuyên bố sẽ làm tỏ sự thật về tai nạn chìm tàu Ukishima Maru 75 năm về trước, yêu cầu Nhật Bản phải bồi thường và xin lỗi các nạn nhân và người thân của họ. Theo như đài KBS, thì người phát ngôn của hiệp hội này cho biết rằng, có hàng ngàn người dân gốc Triều Tiên đã lên con tàu này chỉ vì nghĩ rằng đây là một con đường hồi hương mà không hay biết rằng họ sẽ phải bỏ mạng. Thế nhưng sau 75 năm, thì các nhà chức trách của Nhật Bản vẫn cho rằng đây là một tai nạn hy hữu. Theo như người phát ngôn trên cũng đã khẳng định, sẽ không bao giờ bỏ quên sự kiện này. Ngày 24 tháng 8 năm 1945, con tàu Yukishima Maru đã bất ngờ chìm trong một vụ nổ không rõ về nguyên nhân trên đường từ Nhật Bản đến thành phố Busan của Hàn Quốc. Khi đó, thì trên con tàu đã chở các nạn nhân đã bị cưỡng ép lao động từ thời chiến gốc Triều Tiên, từng bị bắt lao dịch tại cơ sở quân sự ở tỉnh Aomori, Nhật Bản. Chính phủ của Nhật Bản sau đó cũng đã tuyên bố có 2 524 người thiệt mạng, và nguyên nhân của vụ tàu phát nổ là do va chạm vào một quả mìn dưới biển. Và thưa quý vị, Trung Quốc khẳng định kho dự trữ lương thực thực phẩm của họ đủ dùng cho một năm. Dịch bệnh Covid-19 cùng với tình hình mưa lũ thời gian gần đây khiến cho nhiều người quan ngại rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ an ninh lương thực đối mặt với những thông tin về việc Trung Quốc đang phải lo lắng về các nguy cơ an ninh lương thực thực phẩm do dịch Covid-19 cũng như lũ lụt trong thời gian gần đây. Ngày 24 tây tháng 8, Cơ quan Dự trữ Lương thực và Vật tư Quốc gia Trung Quốc khẳng định kho lương thực dự trữ của nước này đủ dùng cho trên một năm. Quan chức của Cơ quan Dự trữ Lương thực và Vật tư Quốc gia Trung Quốc ngày 24 tây tháng 8 cho biết dự trữ lương thực của nước này đang được vận hành một cách ổn định và hoàn toàn cao hơn mức giới hạn an toàn mà Tổ chức Nông lương của Liên Hợp Quốc khuyến cáo. Các loại lương thực chính như lúa gạo, tiểu mạch đều có lượng dự trữ đủ dùng cho hơn một năm tại 36 thành phố lớn và các khu vực có thị trường biến động, đều được thực hiện dự trữ lương thực thực phẩm như bột gạo hay bột mì, đồng thời có thể cung cấp cho thị trường tại đó trong khoảng 10 tới 15 ngày. Thời gian gần đây, cùng với các diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, có nhiều thông tin cho rằng nước này đang phải đối mặt với nguy cơ về an ninh lương thực. Và tại Hồng Kông cũng đã ghi nhận về người tái nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên trên thế giới. Có một người COVID-19 đã hồi phục tại khu hành chính đặc biệt của Hồng Kông, Trung Quốc, đã vừa được xác nhận là tái nhiễm SARS-CoV-2 mà không phải là tái dương tính. Đây là một ca tái nhiễm đầu tiên được chính thức ghi nhận trên thế giới. Người bệnh vừa được xác nhận tái nhiễm là một người đàn ông Hồng Kông đã từng nhiễm COVID-19 vào cuối tháng 3 và được xuất viện vào giữa tháng 4. Người này đã mới đây đi du lịch Tây Ban Nha qua Anh Quốc và sau khi đó trở về Hồng Kông vào ngày 15 tháng 8, lại cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi đối chiếu trình tự gen virus trong lần nhiễm đầu tiên và lần thứ hai này của bệnh nhân, thì nhóm nghiên cứu của khoa vi sinh thuộc trường Đại học Hồng Kông đã phát giác. Có 24 điểm khác biệt, và điều đáng chú ý là sau khi được đưa vào viện để điều trị và các xét nghiệm, thì người này đã không qua khỏi và còn tìm thấy là kháng thể của người bệnh. Do vậy thì nhóm nghiên cứu cũng đã xác nhận, người đàn ông này không phải là bị tái dương tính mà là đã tái nhiễm SARS-CoV-2 sau hơn 4 tháng đã được chữa khỏi. Cũng theo nhóm nghiên cứu, đây là người tái nhiễm COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Trong khi đó thì vào ngày 24 tháng 8, Hồng Kông chỉ ghi nhận có 9 người đã nhiễm COVID-19 mới và đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát lần 3 tại vùng lãnh thổ này thì số người bệnh mới trong một ngày chỉ tăng làm một con số. Và tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc diễn tập phóng ngư lôi. Thưa quý vị, tàu ngầm hạt nhân lớp Type 093P của Trung Quốc Huấn luyện phóng ngư lôi nhằm vào chiến hạm đối phương tại một địa điểm không được công bố. Video do đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV công bố hôm 20 tháng 8 cho thấy một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Type 093P, biến thể nâng cấp của Type 093, tham gia diễn tập mô phỏng giao tranh và phóng ngư lôi vào chiến hạm đối phương, song không công bố thời gian và địa điểm chi tiết của cuộc diễn tập này. Đoạn video còn cho thấy một phần hành lang của phòng chỉ huy trên tàu ngầm Type 093P và hoạt động bổ sung nhu yếu phẩm khi tàu neo đậu tại một quân cảng. Tàu ngầm tên lửa Type 094 cũng xuất hiện trong video. Chiến hạm này được trang bị tên lửa GL-2 với tầm bắn hơn 7.000 km. Truyền thông Trung Quốc công bố video tàu ngầm phóng ngư lôi chỉ 2 ngày sau khi trục hạm USS Mertens của Hải quân Hoa Kỳ đi qua eo biển Đài Loan hôm 18 tây tháng 8 để tới hội quân với nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Ronald Giron đang hoạt động gần quần đảo Đông Sa. Chuyên gia quân sự Anthony Wong Tong tại Macau nhận định thời điểm công bố video tàu ngầm Type 093P là cách để Trung Quốc gửi thông điệp tới Hoa Kỳ và tại Hàn Quốc cũng đã kết án tù một người Việt Nam đã quấy rối trẻ em. Một thuyền viên người Việt Nam 44 tuổi đã bị tòa án của Diagu, Hàn Quốc kết án 2 năm 6 tháng tù vì đã quấy rối một bé trai. Theo như tòa án Diagu, thì thuộc chi nhánh Ponghan tỉnh phía bắc của Gyeongsang, đã tuyên án tù với người Việt Nam vào ngày 23 tháng 8 và buộc anh phải hoàn thành 40 giờ của chương trình điều trị về bạo lực tình dục. Bị cáo cũng bị cấm làm việc cho các tổ chức có liên quan đến trẻ em và thành thiếu niên, cũng như là các cơ sở phúc lợi dành cho người khuyết tật trong vòng 5 năm. Theo cáo trạng, ngày 12 tháng 6, người đàn ông đã đến gần một bé trai 10 tuổi đang chơi bóng tại một sân chơi ở thành phố Bonham và bất ngờ ôm cậu bé và chạm vào vùng kính trên cơ thể của em. Người đàn ông này đã thừa nhận hành động và bày tỏ sự ăn năn. Dù anh vẫn chưa từng có tiền án tiền sự tại Hàn Quốc, nhưng thẩm phán cho rằng đây là một hành động phạm tội nghiêm trọng khi nạn nhân bị quấy rối chỉ mới 10 tuổi. Nạn nhân đã bị sốc về tinh thần và điều này là không thể tha thứ. Trong khi điều tra sự việc thì cảnh sát cũng đã phát giác người thuyền viên này là một người nhập cư bất hợp pháp, hết hạn lưu trú từ tháng 9 năm 2016, sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc từ tháng 9 của năm 2012. Và một vụ đánh bom kép ở Philippines ít nhất là 10 người chết. Thưa quý vị, hai vụ nổ bom liên tiếp xảy ra ở thị trấn Cholos phía nam của Philippines khiến cho 10 người chết và hàng chục người khác bị thương. Thượng nghị sĩ Richard Gordon, người đứng đầu Hội chữ thập đỏ Philippines cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 14 giờ tại thị trấn Cholos của Sulu, một trong những tỉnh cực nam của đất nước. Một chiếc xe máy chở đầy kiếp nổ đã lao đến gần một xe tải quân sự khiến cho 9 người chết, gồm 5 binh sĩ và 4 dân thường cùng với nhiều người bị thương khác. Khi cảnh sát đang vây ráp hiện trường một phụ nữ đánh bom liều chết tự sát đã gây ra vụ nổ thứ hai, kẻ tấn công tử vong tại chỗ và thêm nhiều người khác bị thương, trong đó có cảnh sát và binh sĩ cũng như thường dân. Trung tướng Collat Vinloong cho biết ít nhất 16 người bị thương là binh sĩ, 24 người là thường dân. Hình ảnh do truyền hình truyền thông địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các mảnh vỡ và thi thể nằm la liệt trên đường cạnh một chiếc xe quân sự. Hiện chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Cảnh sát đang truy lùng các nghi phạm và xác định mục đích của vụ tấn công, đồng thời tìm kiếm các kiếp nổ ở những nơi khác. Sulu là nơi sinh sống chủ yếu của người Hồi giáo và cũng là thành trì của các tay súng Hồi giáo thuộc nhóm Abu Sayyad có liên kết với IS. Và có gần 300 người Trung Quốc đã nhập viện vì đã uống phải nước nhiễm khuẩn. 300 người ở An Huy đã phải nhập viện vì đã nhiễm khuẩn vi khuẩn gây kiết lì sau khi đã uống uống nước ô nhiễm và khiến cho giới chức phải đóng cửa nhà máy nước. Có khoảng 500 người tại thị trấn nông thôn Bảo Nghĩa, tỉnh An Huy, cách với thành phố Thượng Hải khoảng 550 km về phía Tây, đã xuất hiện các triệu chứng sốt, đau họng, bô nô mửa và tiêu chảy từ cuối tuần trước. Chính quyền địa phương vào ngày 23 tháng 8 đã công bố về báo cáo cho thấy, Tất cả mọi người đã bị nhiễm vi khuẩn Shinsella là một loại vi khuẩn có thể gây ra bệnh khiết lị. Giới chức cũng cho biết nhà máy cung cấp nước cho thị trấn đã bị đóng cửa và có gần 300 người phải nhập viện. Đoạn video do People's Daily đăng tải cho thấy các bệnh nhân ngồi trên các dãy giường trong một bệnh viện địa phương. Cũng theo tờ báo thì có nhiều bệnh nhân là người già và trẻ em. Tình trạng bệnh nhân nhìn chung đã được thay đổi và một số bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện. Lo ngại về sự an toàn nước uống vẫn là một vấn đề đối với nhiều khu vực tại Trung Quốc, gồm có cả các thành phố giàu có nhất, là nơi có nhiều người dân sinh sống dựa vào nước đóng chai hoặc là nước đun sôi. Theo như hãng thông tấn Xinhua cuối tháng trước đã đưa tin, Bộ Thủy Lợi cũng đã thay đổi về dịch vụ cung cấp nước cho 256 triệu cư dân nông thôn trên khắp cả nước. Và thưa quý vị, Thái Lan lên kế hoạch đón du khách nước ngoài từ ngày 1 tây tháng 10 trong một diễn đàn cuối tuần vừa qua tại Thái Lan, ông Phát nói: Tôi đã đề nghị thủ tướng chấp thuận đề xuất ấn định ngày 1 tây tháng 10 tới đây là ngày cho phép du khách nước ngoài vào Thái Lan. Tôi cũng đã yêu cầu sử dụng Phuket làm mô hình thí điểm cho chương trình du lịch bảo đảm an toàn trong đại dịch Covid-19 và đã nhận được sự đồng thuận của trung tâm vì điều hành tình hình kinh tế. Nếu thành công, mô hình du lịch bảo đảm an toàn sẽ được mở rộng sang các điểm đến du lịch khác theo ông Fifas. Trong chương trình thí điểm, du khách nước ngoài sẽ được phép đến Phuket, đảo lớn nhất của Thái Lan và sẽ phải cách ly tại một khu resort được chính phủ chỉ định trong vòng 14 ngày và cũng theo ông Fifas, bốn khu resort trên biển Patong nổi tiếng ở Phuket có thể được chỉ định để tạo điều kiện cho khách du lịch bị cách ly du khách nước ngoài sẽ được xét nghiệm COVID-19. Và hành động mới của Trung Quốc đối với các nước dọc theo sông Mekong. Theo như trang CGTN, thì Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào ngày 24 tháng 8 tuyên bố, Bắc Kinh sẽ ưu tiên cho các nước khu vực sông Mekong có thể có vaccine COVID-19 ngay khi vaccine này sẽ được thử nghiệm thành công và được đưa vào sử dụng. Trung Quốc cũng sẽ thành lập các quỹ đặc biệt để thúc đẩy sức khỏe cộng đồng trong khuôn khổ về quỹ đặc biệt Lan thương Mekong với tên gọi tắt là LMC và tiếp tục cung cấp về các vật liệu chống dịch cũng như là giúp đỡ kỹ thuật cho các nước khu vực sông Mekong. Và ông Lý cũng đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của đoàn kết và hợp tác trong cuộc chiến để chống đại dịch toàn cầu. Ông cho biết rằng sẵn sàng để phối hợp với các nước khu vực của sông Mekong, giúp đỡ cho tổ chức thế giới, y tế thế giới. Thủ tướng Trung Quốc cũng đã tuyên bố Bắc Kinh sẽ chia sẻ về thông tin thủy văn hàng năm của sông Lan Thương với các nước trong khu vực sông Mekong và bắt đầu từ đầu năm nay, nhằm để giải quyết tốt hơn về vấn đề biến đổi khí hậu cũng như là lũ lụt và hàng hán và thưa quý vị bây giờ là một số các thông tin bảo trợ cho chương trình sau đó cùng với phương thảo đức tiến mời quý vị đến với tin hoa kỳ và tin việt nam cảm ơn vị rất nhiều